Quý em xin xin chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại khu vực của xã Bình Đức, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để chia sẻ những hình ảnh mới nhất về những trụ cầu đang được xây dựng phía bờ Bình Đức này dẫn lên phần trụ chính dây băng cầu Rạch Miễu 2. Tiến độ mới nhất hôm nay 24 tháng 7 2024. Xem hiện tại tiến độ được như thế nào, mời cả nhà cùng xem với em. Và trước mặt chúng ta đây là phần mố cầu của cầu Sòi Hồng. Đây thì phần mố cầu này đã được lắp ván khuôn lên rất là cao nè, thì chuẩn bị đổ bê tông cho cái phần đợt thứ hai hay đợt thứ ba gì cái phần mố cầu này nè. Phần mố cầu này đã được lắp ván khuôn, không biết là đợt hai hay đợt ba gì cho cái phần mố cầu rồi, rất là cao. Nhưng đến độ cao này em nghĩ là đã đổ đợt bê tông này nữa là sẽ hoàn tất phần mố cầu của cầu Sòi Hộc này. Và xa xa hơn bên đây là phần trụ cầu của cầu Sòi Hộc. Thì em nghĩ cầu Sòi Hộc này sẽ làm khoảng rất ngắn ha, chỉ cần 2-4 nhịp ở cầu Sòi Hộc. Và em nghĩ thì nhịp dầm ở đây cũng sẽ ngắn hơn những nhịp dầm lớn như là cầu Rạch Miễu. Và phần cầu này em nghĩ là sẽ làm bằng với mặt đường ha, không có cong như những cầu lớn kia, để thuận tiện di chuyển qua phần mặt cầu này. Và phía bên đây con rạch thì cũng đang tiến hành được xây dựng cái phần mố cầu nè. Đây, phần mố cầu này đã được lên cái phần ván khuôn đầu tiên để chuẩn bị đổ bê tông cho phần mố cầu này. Thì ở khu vực gần phía ngoài con rạch ha, thì chưa thấy làm cái hố để chuẩn bị làm những cái trụ cầu. Ở khu vực trong đây thì đã được tiến hành lắp thép rồi, lắp ván khuôn cho phần mố cầu này rồi. Và bây giờ em sẽ di chuyển đến phần của mố cầu của cầu Rạch Miễu 2. Ở phần trước mố cầu thì ở đây đã được trải vai địa nè, rồi bơm cát lưu nền đường. Đó, rất là bằng phẳng đẹp mắt ha. Và trước mặt chúng ta là phần mố cầu của cầu Rạch Miễu 2, khu vực của bờ Bình Đức này. Phần mố cầu của cầu Rạch Miễu 2 cũng đang được tiến hành lắp thép cho đợt thứ hai nè. Và cũng đã lắp ván khuôn để chuẩn bị đổ bê tông cho cái phần bê tông đợt thứ hai của phần mố cầu này. Phần trụ cầu phía bên bờ Bình Đức này gồm có một mố cầu và 19 trụ cầu ha, đến trụ chính dây băng B19 cả nhà. Và em mời cả nhà cùng em xem coi việc đã hoàn tất những bao nhiêu trụ cầu ở phía bờ Bình Đức này rồi. Trước mặt chúng ta là phần trụ B1 ha. Trụ B1 đang tiến hành lắp ván khuôn để chuẩn bị lắp thép và đổ bê tông cho xà mũ trụ cầu. Và trụ B2 đã hoàn tất, trụ B3 đã hoàn tất. Đây là hai trụ cầu đầu tiên đã hoàn tất phần xà mũ trụ cầu. Và em thấy trụ B2 cũng vẫn chưa có tháo ván khuôn đáy cho phần xà mũ nè. Còn trụ B3 đã hoàn tất tất cả cho phần trụ cầu, chỉ chờ lắp những phần gối nữa thôi. Còn trước mặt chúng ta đây là trụ B4, B5. Thì trụ B4, B5 cũng đã đổ hoàn tất xong phần thân trụ ha, chuẩn bị lắp phần xà mũ cho trụ cầu nữa là ok. Trước mặt chúng ta là phần trụ B6 này. Thì trụ B6 này đã được đổ bê tông đợt đầu tiên cho phần xà mũ trụ cầu. Đang tiến hành lắp thép sẽ đổ bê tông đợt 2 cho phần xà mũ trụ cầu này nữa thì sẽ hoàn tất. Và trước mặt chúng ta là phần trụ B7, thì trụ B7 ở đây đã tiến hành lắp ván khuôn nè và cũng đang chuẩn bị lắp thép cho cái phần xà mũ trụ B7 này rồi. Đây cũng có một số thép đã được di chuyển lên phần trụ cầu trụ B7 này, chuẩn bị lắp thép cho phần xà mũ trụ cầu B7 ha. Các anh đã bao quanh cái phần lưới nè, bảo vệ che chắn sợ bị ảnh hưởng rơi trúng phía bên dưới. Và đây, trước mặt chúng ta là phần trụ B8 nè, nó phần trụ B8 và trụ B9.
đã hoàn tất cho phần trụ cầu này. Thì nãy giờ chúng ta có thể nhìn thấy đây là bốn trụ cầu đã được hoàn tất về phần thân trụ và sà mũ rồi. Và trước mặt chúng ta là phần trụ B10 nè, trụ B11 đã lên phần thân trụ rất là cao rồi. Đây ở phần trụ B11 đang tiến hành lắp thêm thép để chuẩn bị tiếp tục lắp ván khuôn tiếp theo ở trụ B11 ha. Đây phần thân trụ cũng đã được đổ rất nhiều đốt thân trụ rất là cao rồi. Và phần xa xa kia, những trụ cầu ngắn ngắn, đây là phần của trụ B12, trụ B13 nè. Trụ B12, trụ B13 cũng đã được đổ bê tông cho ván khuôn đốt đầu tiên cho thân trụ. Phần hai trụ này thì vẫn đang còn phần thép chờ, sẽ lắp tiếp theo và đổ bê tông tiếp theo cho phần trụ cầu này rất là cao luôn. Và phía bên lộ này là phần trụ B14. Thì trụ B14 hôm nay cũng đã tiến hành lắp thép cho phần bệ trụ này và lắp thép chờ cho thân trụ luôn, thì chuẩn bị trong khoảng 1-2 hôm nữa sẽ tiến hành đổ bê tông cho cái phần bệ trụ này. Đây các anh công nhân đang làm việc ở khu vực đây, phần bệ trụ của trụ B14. Một số thì tiến hành lắp thép ở dưới phần bệ trụ này, còn số tên thì đang tiếp tục lắp phần thép chờ cho phần thân trụ. Trụ B14 này nằm ở sát bên đường DT864 nè, tuyến đường dọc ven sông Tiền ha. Và bên ngoài là trụ B15, thì trụ B15 đã được đẩy nhanh tiến độ và được đổ bê tông rất là nhiều đốt, rất là cao. Và các anh cũng vẫn đang tiếp tục lắp thép thêm để hoàn thiện cho cái phần trụ thứ 15 này. Nên các anh công nhân vẫn tiếp tục làm việc ở phần trụ này ha. Trụ B15 và phía ngoài xa xa là trụ B16 đã được đổ bê tông tới đốt thứ 2 rồi. Và phần thép chờ cũng rất là nhiều, rất là dày đặc để chuẩn bị lắp thép và đổ bê tông đốt tiếp theo. Bây giờ em sẽ đánh vòng một vòng ra khu vực phía ngoài bờ sông luôn. Đây là trụ cao nè, phần trụ B15 được đẩy nhanh tiến độ và lên phần thân trụ rất là cao luôn. Phần trụ tiếp theo và đây là trụ B16. Trụ B16 thì đã được đổ bê tông tới đốt thứ 2 rồi và phần thép chờ rất là nhiều, chuẩn bị tiếp tục để lắp những thép và ở đốt tiếp theo. Và trụ phía dưới lòng sông này là trụ B17 nè. Khu vực này em nghe nói thông tin thì những bình luận để lại anh chị chia sẻ giúp em là có thể chuột cái phần trụ 17 này để làm sao và để không gian trống để sau này sẽ cẩu dầm cầu và lên để di chuyển vào trong để lắp dầm cầu cho những phần trụ ở trong bờ. Rồi và bây giờ em sẽ đi vòng lại khu vực đã đi qua ha, và em sẽ di chuyển thẳng ra đến khu vực ngã ba Đồng Tâm coi việc hiện tại giải phóng mặt bằng ở khu vực ngã ba Đồng Tâm như thế nào. Mời cả nhà cùng em tiếp tục xem video. Và qua video thì chúng ta có thể nhìn thấy ở khu vực Bình Đức này đã hoàn tất được 4 trụ cầu từ thân trụ đến phần sà mũ trụ cầu, và có 3 trụ đang tiến hành lắp ván khuôn chuẩn bị đổ bê tông cho phần sà mũ trụ cầu. Có 8 trụ cầu đã và đang hoàn thiện cái phần thân trụ, có 1 trụ đang tiến hành lắp thép cho phần bệ trụ, và 1 trụ cuối cùng đó là trụ B17 thì vẫn chưa có tiến hành để làm phần bệ trụ cầu ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video, mời cả nhà cùng em tiếp tục di chuyển vào đến khu vực của ngã ba Đồng Tâm xem hình ảnh hiện tại tiến độ mới nhất. Thank you.
Và em di chuyển cũng gần đến khu vực của ngã ba Đồng Tâm cả nhà. Ở khu vực tuyến đường mở mới này, từ ngã ba Đồng Tâm đến khu cầu Sòi Học cũng đã tiến hành cắm mắt thấm rất nhiều, gần như hoàn thiện ở tuyến đường mở mới này rồi. Chỉ còn vài đoạn ngắn nữa là sẽ hoàn tất việc cắm mắt thấm. Và đây ở ngay điểm đầu tuyến đường mở mới này, khu vực ngã ba Đồng Tâm này cũng đã tiến hành được giải phóng mặt bằng ngay góc ngã ba Đồng Tâm ha. Đây đã được xe cuốc giải phóng mặt bằng hôm trước. Hôm trước thì em quay ngay khu vực này thì xe cuốc đang làm việc nha, nhưng video bị lỗi thì không có chia sẻ đến cả nhà. Và ở ngã ba Đồng Tâm này, khu vực của Châu Thành nè, phía trên vẫn còn một ngôi nhà của cây xăng và một góc của cái kho ha. Đây cái kho màu ngôi ngôi nhà xanh xanh nè, tường xanh đó. Là em nghĩ là còn một góc của cái phần cái kho đó. Và ngôi nhà phía ngoài có cái tôn màu đỏ đó là phần cây xăng, thì vẫn chưa có thể giải tỏa phần mé cây xăng phía bên bờ Châu Thành phía bên đây được. Và phía bên mở mới đường dẫn lên cầu Niễu 2 thì còn những cái ngôi nhà đó ha. Phía dưới đó là phần ban điều hành và quản lý của tuyến đường mở mới này. Có rào chắn những cái tôn màu xanh xung quanh đó cả nhà. Đó là khu vực điều hành và quản lý ha của tuyến đường làm đường dẫn lên cầu Niễu 2. Ở đây là từ khu vực ngã ba Đồng Tâm nè, nó đoạn ngay ngã ba Đồng Tâm này đã được giải phóng mặt bằng và đã được lắp cát vào của chỗ khu vực này, trải bãi địa rồi lắp cát vào ha, và tiếp tục đang bơm cát rồi. Em cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem video, chúc cả nhà xem video nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Nếu được hãy cho em xin một like ha, một đăng ký kênh ha. Đăng ký kênh này là miễn phí để em có động lực em làm những cái video tiếp theo để gửi đến công trình cầu Bình Miễu 2, chia sẻ tiến độ mới nhất cả nhà cùng xem.